Qua đây. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Channel của Tạc Jimmy. Hôm nay mình sẽ săn dùm. À đồ vậy. Vừa nói hết câu, hôm nay mình sẽ săn dùm cùng Tú Chim Xanh. Hai thằng sẽ đua top nha các bạn. Ồ, ai thua là phải trả cho người kia 100k. Đó chính là quy luật rồi em ơi. Cầm cái lục mày bắn tao như một quỷ thần mày. Đi đâu con sâu lông. Top lương mới ghê chứ. Này các bạn xem clip của mình hôm nay đột kích, cũng đừng quên like video cũng như subscribe đăng ký kênh cho mình nha. Nhớ phải ủng hộ mình nhiệt tình vào. Mình mặc dù chơi đột kích nhưng mà các bạn cũng phải like mạnh vào đấy. Anh không có ạc ngon à. Rồi thanh niên chat như một quỷ thần luôn. Kết tao à. Mình tên là Tenga đang top nha bạn. Còn Tú Chim Xanh tên đang top 4. Tên là Xiển Tí. Ui xời, xiển rồi mà đánh cái gì. Hôm nay mình sẽ chơi khẩu Team B bất đầy để chúc mừng sinh nhật cho đột kích. Rồi con te đang rất là hung hăng, đang dí kia luôn. Anh đang dùng những bước nhảy điêu luyện và anh đã bật gờ lên và anh đã bỏ chạy. Có dân nó giọng á đấy. Ado đeo nào thanh niên thích cẩm chiến kìa, không có bắn được gì cả, thích cẩm chiến làm lấy top tôi luôn kìa. Cao thủ cẩm chiến mà trời, nghe thấy ghê không? Giết nó. Tú Chim Xanh hả? Tú Chim Xanh hôm nay đánh liên minh gặp kẻ trâu quá chế cho nên qua đột kích bắn, cho nên mình sẽ vào đột kích săn dung đua top cùng anh Tú. Yeah, mình đã thành con dâm xanh lẹ rồi. Dạ đê. Ui trời, thanh niên đứng như một vị thần. Đây một em nữa nè. Đứng, à đù. Thanh niên hên đấy. Mày không có thoát được tao đâu. Ôi trời ơi. Bắn kia đấy. Ôi trời. À đù. Sao pha đó là không nhảy qua được nhỉ. Rồi, ra nó thẩm. Nó thủ ghê quá. Mày coi cái con chó này mày thích thẩm không? Mày thích thủ không? Mày thích thủ không? Bắn cái gì? Bắn cái gì? What the hell? Thế mà không cao được à? Rồi bỏ qua đây, mình sẽ đi tìm những đứa khác. Ấy à, em xỉn nè. Tha cho mày đấy. Tao sẽ đi cào mấy đứa khác cho. Rồi em này đang bay những bước nhảy thần tiên. Nhìn mày hên xíu là bị chết với tao. Em chạy không thoát với anh đâu. Ui tên điên đi đâu mày? Đúng rồi, cao nó kia, nó kia. Trời ơi, giùm con ngu quá. Nó không biết phối hợp cùng mình cao cái thằng đó. Rồi, thanh niên vô lỗ chắc rồi. Ủa, không phải. Thanh niên. Thanh niên đi đâu? Thanh niên đi đâu? Đi đi đâu? À đúng. Cao thủ bắt cua. Bay qua. Bay qua này, anh biết bài em rồi. Rồi, hai con thủ này nãy giờ là mình rất là ghét này. Mình sẽ chơi nó. Đứng này. Ủa, sao bị lắc vậy? Những cái pha nó bị lắc nó không cào được rồi. Má tao hết đạn lượm hòm nãy giờ nè. Thôi lo. Ủa, hai thằng chó này nó thủ ghê quá. Nó cầm hai cái mấy cày rồi trời. Ai qua được. Rồi. Nhảy nhảy nhảy. Trời ơi trời. Thủ dâm là chó. Nghe chưa. Thủ dâm là chó đấy. Thế mà tụi nó vẫn thủ. Thông tin là hết hiệp không cào được. Rồi chết luôn rồi. Chắc là không cào được thiệt rồi. Kìa kìa có một đứa kia. Định mình phát hiện nghi vấn quá rồi. Nhưng nó. Tao mới lên top mà. Mày hả cưng. Đặt đề. Còn 6 giây giết nó đi em ơi. Đó. Đó. Trời ơi em chỉ còn 1 giây. Còn 1 giây. Trời ơi top. Anh mới là xứng đáng làm top. Chúc mừng đây top rồi chó. Đó là chuyện của mày. Mày không được top cho nên mày mới bị chức năng hack bị tắt. Giờ vào lại đi. Em kia cầm ba dép đổi anh miếng coi em gái xinh tươi. Xui vãi. Em tưởng không, em mặc nguyên muốn hát không biết đâu chứ. Anh đút mày. Ma, mày cản đường nào hả? Rồi, mày thằng dâm mày tao bắn mày chết. Bắn cho mày chết queo luôn nè. Nào dâm đâu. Anh te xanh lè đang ra khỏi nhà nè các bạn. Đi mất mẹ rồi. Thấy tao chưa? Rồi thằng này thấy mình vẫn làm ngơ như chưa từng quen. Yeah, rớt luôn. Tất cả hãy bình tĩnh để anh săn dơm nào. Này tao cứu cho. Ui anh liền có ánh mắt ghê sợ quá. À đâu. Ngon ngon ngon. À đủ sao không bấm dùm một được. Tao mày phối hợp giết nó nè dùm con. Ui giời nó đi qua kia rồi. Bộ nó chết chưa. Chết luôn rồi. Thấy chưa các bạn, mình phối hợp với thanh niên nó rất là hay. Đâu. Rồi thấy rồi. Thanh niên đang ở gần chuồng chó. Anh em đang ở gần chuồng chó. Không có đạn, cầm cái lục rồi. Rồi hôm sau tao đi bọc đường tàu tao giết cho.
bên gia tú chim xanh đang chơi xấu và nó sẽ nhập lấy cái kết. Adol phải ăn mẹ ơi. Ừ, bị anh kia lấy top rồi, không sao, mình sẽ cố gắng lấy lại. Anh em cứ yên tâm, trong chính cái hiệp này kết thúc là chắc chắn mình phải lấy được top. Hồi nãy do sơ ý con kiến nó đi ngang qua cái mình phải né con kiến các bạn, chứ nó không mình đâu bị te giết đâu. Đó, giục súng ra. Trời ơi, súng hỏi tụ khắp nơi mà tại sao không đội cho anh? Thua có 4 kill cho mày, đây là anh đi hồi đâu mà. Yeah, không làm dâm là vui rồi, núp lên đây thôi. Có hero, có hero. Trận này có hero phải cẩn thận để làm hero. Chào đây, nó cầm 3Z đó. Anh kia phải làm dâm xong anh ngơ ngác luôn kìa. Rồi. Tay em, cái tay ai, anh em có làm gì đâu. What, chuyện bị kẹt. Đất lọc. Bội gì á. Đây, Ngọc Xinh. Ngọc Xinh cầm kẹt à. Dùm đồ hết rồi, sao để mình tao bơ vơ vậy. À, nó làm hero luôn rồi, ông nội ơi. Rồi, cứu mày ăn ơi. Chết luôn. Đang sát ở đây. Ủa, con te bị ngáo à. Thế mà không cào được. Lên đây. Tấn công. Đó, đúng rồi. 2 ca máu, giờ tao còn được 22 giờ. Quay. 1k, 2k. Rồi, tao được 2k nè. Là 4k rồi, nó còn 2k nữa. Rồi, sắp chết rồi, đó. Hay. Trời ơi, nó hơn quá chị kêu luôn. Cái này sao lấy top. Đăng lọc tình niên. Còn mấy hiệp à. Hi hi, cảm ơn, mày cảm ơn ai? Trai chơi thua gái nhục ghê, ca ca ca. Ý là sao? Ý nó kêu nó làm gái hả? Bạn là con gái à? Hỏi các ai? Bạn là con gái à? Gái này chứ. Tính lừa ai á? Tính lừa ai thế? Tú chim xăm đã làm te. Vậy là thì mày phải làm con dâm này mày mới chim mày mới xăm được chứ. Lên à, đủ chó này. Nhi xin chào mấy anh ạ. Trời trời, ông nội đó kìa. Bây giờ đó gì đằng sau rồi luôn á, phải không? Thì mày làm te mà tao cần gì phải chạy hay lắm tôi ơi. Ui đấy, thằng Mika mày đi cầm barret ra bắn thằng mày. Mày cào được nó cái nó thoát mẹ đấy. Em làm gì anh ngơ ngác vậy em? Anh ở đây mà. Cái thanh niên cận chiến đồ hết queo rồi. Ngoài cào đây, cào nhiều chứ. Thằng ăn top, nó xuống rồi. Đó. Nó xuống rồi, cho quả mù ra, tôi cho nó quả mù. Vãi, tao bị mù. Lên đi. Nó đang mù á. Tao đang bị mù gì đó. Đăng lòng. Yeah, anh đã ăn được 3 kill. Dâm kia đâu rồi ta? Chơi núp lầm. À đây. Em đi đâu mà vội mà vàng em. Gì cũng từ từ. Mình đi kiếm dâm này mình săn vài kill đấy. Em dám tin là cái đội này cũng... Đây, nó ở kia. Em dâm con ơi, em ra đây cho anh bắn kiếm mớ kia. Ui, chết rồi kìa. Hai một em. Đúng rồi. Mày phải biết nó làm gái. Nó bắn là BDC cấp bản quyền cho nó. Anh đã có RBK, anh sẽ cày cho nó quay thối não. Rồi, chết luôn. Tuyệt vời. Nó cận chiến luôn kìa. Giết được nó chưa? Cuối cùng còn mình nó. Kích nó. Mình là trẻ trâu, mình lại kích nó đi. F12. Kích nó xong rồi F12. Trời, không ai thèm F11 luôn kìa. Có vẻ như binh vật con gái hơi nhiều đấy. Mình kích tới 6k rồi. Con gái mà cũng kích. Đó. Thôi có nhiều đâu mà. 39-40 thôi 17 kill. Nó làm hero luôn à. Sao ghê. Thế thì thua. Trai chơi thua gái nhục ghê. Tới giờ đó. Thanh niên nãy giờ nói hoài. Nổi điên lên đây. Hãy nổi điên lên đi Tú chim xanh của tao. Chim xanh cũng phải là tao nói. Sao? Cũng phải là của mày không nha. Thì sao? Chế quá. Không sao, tao sẽ lấy top của nó, lấy danh dự cho anh em mình. Cái định mệnh là quái dưới chạy. Không sao đi, cào hết tụi nó đây đâu. Tao trông cậy vào mày. Nè, hãy để cho anh. Anh là trùm xăng te ở đây. Chết cho anh nội. Đó, đúng rồi, giết nó. Giết rồi. Ừ, thế là nó hết có kiều nhá. Cho em chết, thì cái tội sưng mình là con gái.
anh không thích con gái. Trai phải không? Tha cho em đi Te ơi, anh chỉ thích BD thôi. Te ơi, Te này hết đạn luôn rồi. Đi lượm hòm, thôi. Nập đạn vô cái chính à, hơn thế. Hello, em tưởng em là gái là anh tha cho em á hả? Không có vụ ở đâu. Trời ơi là trời, ngu quá. Chết rồi, lấy được tóm nó rồi. Te nó tiếp cận thế mà không bắn được. Đây đây đây. Em yêu không làm hero này. Ủa em đâu rồi? Ủa không có hero hả? Không có hero. Tao xong lấy tóm rồi, yên tâm đi. Này, em chưa 18. Mình mà tao làm dâm nãy giờ đấy. Chưa 18 cộng. Thì 18 rồi. Ai hi. Đội sống coi. Thanh niên này đẹp gái mà không có tốt bụng gì cả nhờ. Em của Thuận Lê AD đấy. Thanh niên tú dùm xanh chửi nha. Kệ mẹ mày hả? Tao bị gay. Đắng thì lọc tú ơi, tha cho nó đi tú ơi. À, cái con đó đâu rồi? Mình tìm nó mình giết. Không biết nó đâu rồi nữa. Đây 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 đây, một em đang đi lang thang giữa rừng hoang đây. Hello em yêu, một em. Rồi em này cầm cạc làm gì đây? Rất là hung hăng. Em bay đi đâu? Ui, trời ơi là trời. Không được. Ui chết luôn. Anh này nó bắn ghê quá mẹ ơi. Không biết nó có hack hay không, thấy bắn ghê lắm. Bởi vậy nãy tao cài nó mình tưởng là dễ không? Ê có thằng trên đây nè. Anh địch rồi. Nó chạy, tới chỗ kia kìa. Rồi bỏ đi. Nó đang chuyên chùa hai thằng luôn. Tao đang bị mấy thằng này bắn như đúng rồi đây nè. Quay. Đi, ở đồ mà hết hồn mày. Rồi kìa lên trong hàng, nó chạy cho cái bông tối này kìa. Quà nhé em. À, cái con chưa 18 nó không cho tao đi mà. Bắn nó, giết nó. Rồi chết luôn. Nát cái sao á, bắn nhầm lắm. Má mày nhìn ghê quá. Qua cậu già giết cái bọn này đã. Trời ơi, cái bông mù rồi, không qua nó sớm. Bông mù làm vậy. Bông mấy chân đó rồi mày. À giết. Bắn tao, bắn tao. Rồi, thua có vài kêu, tí lấy lại. Tí cố gắng lấy lại. Giờ chưa lấy được. Làm dâm mất thì cơ hội đâu mà lấy. Em đi đâu mà vội mà vàng em. Vội mà vàng em. Ủa nó đâu đây? Sao nó chơi ghê ấy? Nhảy như đúng rồi á. Đẳng cấp có khác. Có vẻ như nó đẳng cấp thiệt đúng rồi. Ủa nó đâu rồi? Cận chiến này, cận chiến này. Do xuống đây, xuống đây. Cận chiến này, cận chiến này. Em tưởng em là con gái là anh không giết sao? Bỏ đi. Rồi thanh niên này đang liên tục bay và rớt. Đây 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 đây, để tao. Trời ơi hết giờ rồi. À, xít nữa được thêm thằng. Thanh niên khóc kìa, thanh niên khóc kêu mẹ hu hu. Rồi, mình còn 3 kill nữa là mình lấy được top của nó rồi. Ui giời, vất vả lắm luôn. Mày cầm súng gì á? Đâu, quăng ở đây để tao lấy top nó. Đâu rồi, thôi khỏi luôn đi. Mình là đàn ông, mình chơi phải đàng hoàng. Không có chơi xấu được. Ván cuối để em lấy top đã. Rồi lấy đi em lấy được thì em cứ lấy, anh có nói gì đâu. Rồi. Ok, em mới cầm cạp thì chắc là em lấy được á. À, được em mới chết rồi chứ. Đó, anh mới bắn được thêm vài kill đấy, em giỏi em lấy đi. Đó, rồi, anh đã lấy top rồi nha em. Em ráng bắn lại nha. Ui, con tên này hung hăng quá. Rồi tha cho em đi tê ơi. Quá gì vậy? Đánh lòng sao xui trắng ý. Chiến bị kẹt dâm cái bị nó cào nha. Làm mất me cái top. Thua cả đơn gái. Bị lòng. Rồi nó cầm ba jet cho thân thượng, nó đứng nó bắn như đúng rồi. Giết nó kia. Đấy đúng rồi. Em này em mới cầm cạc rất là đẹp, cạc bằng vàng luôn. À con dâm kìa, con dâm kìa. Con tao dí luôn rồi, dâm méo. Ủa chết luôn rồi. Đây đây đây, hủy diệt kìa. Ô phê. Nó vòng cao được là pha đó nó xả lai rồi. Bắn hay lắm em gái. Bắn hay lắm em gái. Khen nó một cái đi. Mặc dù biết có thể là em ra tạo dùm bill lây nhiễm.
Thôi đùa thôi bạn. Dùng về 4 hay hơn. Ủa đâu vậy? Ủa mày chưa chết luôn hả? Tụi mày lì vậy? Đó, em gái đã bị nhiễm rồi. Em gái mà chửi tục thế này là không được rồi em ơi. Em gái mà chơi đột kích cứ bị cào rồi chửi mẹ chửi cha là không được rồi. Đắng là lòng. Chơi thương gái định mày hồi nãy tao phát hiện cái vấn hát con chó. Đúng, chính xác. Bảo mày vô lấy top lại của nó. Ai chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một buổi trưa ngày tuyệt vời, cũng như xem clip mình nhớ like và subscribe nhé. Anh em hãy comment về cô gái Kunkaku này. Cô gái bắn quá là dữ luôn. Mình không biết phải gái hay không mà láo quá. Bye bye tất cả các bạn nha.